Vụ giết người đổ bê tông tại Bình Dương do nhóm 4 đối tượng tu tập Pháp Luân Công thực hiện do Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu với nhiều tình tiết rợn người, hoang đường, vô cùng khó tin về quá trình tu tập. Trong thời gian tiếp tục tu luyện tại căn nhà số 40, anh Trần Trí Thành có nhiều biểu hiện động niệm với Thảo, Huyên và nhiều hành vi khác không đúng với người tu luyện Pháp Luân Công, khiến thủ lĩnh tinh thần Phạm Thị Thiên Hà bực tức. Hà đã yêu cầu anh Thành phải tỉnh cốc lần hai và phải tu luyện trong phòng. Sau đó, Hà khóa cửa phòng để anh Thành tu luyện. Nhưng Hà theo dõi thấy anh Thành có biểu hiện quỷ, nên Hà bàn bạc với ba đồng bọn Thảo, Hoa, Huyên tiêu diệt anh Thành nhằm loại trừ con quỷ. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25 tháng 6 năm 2020, bị cáo Phạm Thiên Hà cho rằng Thành phải chết là do ý trời. Bởi trước khi sát hại Thành, Hà đã khấn hỏi trời, nếu trời đồng ý thì sấm chớp mưa dông. Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người đối với 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ ruột của Hà. Từng là một du học sinh trình độ đại học và phiên dịch viên tiếng Nhật, nên Hà rất cứng đầu, trình bày lưu loát mọi vấn đề tòa hỏi. Hà kể lại sự việc giết anh Trần Trí Thành, 27 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết cụ thể, khiến ai nghe cũng rợn người. Tôi là người chủ định giết Thành, vì không khác gì quỷ dữ, nếu để ra ngoài xã hội, sẽ ảnh hưởng tới xã hội, vị thủ lĩnh của chi nhánh Pháp Luân Công cho biết. Quá trình xét hỏi, bị cáo Hà khẳng định không giết anh Linh, mà do anh này không chịu được khi đang tịnh cốc, nên đã nhảy lầu bỏ trốn. Hà cũng thừa nhận có tát anh Linh, nhưng đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Trong lúc đang bối rối, Hà có thấy anh Thành đánh anh Linh, nhưng lúc đó Hà không thể kiểm soát được. Ngoài ra, Hà nghĩ rằng anh Linh chỉ chết lâm sàng, nên Hà đã bảo quản xác ở nhiệt độ thấp, hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Hà phủ nhận giết mà chỉ tát hai cái cảnh cáo vì Linh bỏ trốn. Khi tòa hỏi về việc đổ bê tông xác của Linh, bị cáo Hà giải thích rằng bị cáo đổ bê tông để gìn giữ xác Linh và định dùng phép thuật tu luyện để cứu Linh sống lại. Bị cáo đọc báo thấy nhiều người bệnh viện trả về rồi còn sống lại, có thể do Linh chết lâm sàng. Khi chủ tọa phản bác, bị cáo là người có kiến thức, bị cáo nghĩ sao khi một người đã chết, xác đã phân hủy, mà bị cáo nói có thể dùng phép thuật tu luyện cứu sống được. Điều đó là phản khoa học. Nghe đến đây thì thủ lĩnh cúi mặt xuống. Riêng nạn nhân Thành, Hà thừa nhận đã lên kế hoạch và phân công các thành viên còn lại chuẩn bị dụng cụ, bao tay, quần áo cách điện, băng keo điện, súng bắn đạn bi, súng điện, dây điện để chích điện sát hại anh này. Theo Hà, nguyên nhân đi đến quyết định giết Thành là do Thành không bỏ được Trần Tùng, thường xuyên rình mò những người phụ nữ trong nhóm. Thành tương đối hiền lành, nhưng khi tu, Thành không tuân thủ quy định và có những hành vi lạ, chưa thoát tục được, ngắm những người tu cùng với ánh mắt ham muốn tình dục, ý định trộm cắp tài sản của những người tu cùng. Bị cáo nhiều lần chia sẻ, nhưng sau đó Thành lại tái phạm. Chúng tôi chịu áp lực không thể diễn tả được hành vi của Thành, nên chúng tôi quyết định giết Thành. Tôi không bàn bạc với mọi người về việc giết Thành, mà chủ định tự tay sẽ làm và mọi người cùng đồng ý. Sau đó tôi chuẩn bị thòng lọng, bộ kích điện để giết Thành. Tôi tính toán kỹ lưỡng để phòng Thành phản ứng lại. Tôi tính tự tay giết Thành không cần ai hỗ trợ. Sau khi chích điện, thì tôi dùng dây thòng lọng xiết cổ, rồi buộc dây vào cửa sổ gần đó, rồi dùng điện chích lại lần nữa để chắc chắn Thành đã chết. Chúng tôi là phụ nữ, yếu, nên phải nghĩ ra cách xiết cổ để ngăn chặn Thành đánh trả nguy hiểm chúng tôi. Mẹ tôi không liên quan nên không phải tội giết người. Bị cáo Hà kể trước tòa, lý do Hà đưa ra là anh Thành có nhiều biểu hiện xấu như trộm cắp, thủ dâm, muốn quan hệ tình dục với các thành viên khác. Cạnh đó, Hà nghĩ anh Thành giống như một con quỷ dữ, nếu ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Hà nói chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân, nhưng từ chối trả lời có ân hận không khi đã giết nạn nhân Thành. Chiều 15 tháng 3 năm 2019, lúc trời đang mưa to,
Hà cùng với Thảo và Huyên dùng dây siết cổ rồi chích điện anh Thành đến chết. Sau đó, các bị cáo đổ bê tông vào bồn nhựa để phi tang xác nạn nhân. Lý giải về việc lên kế hoạch giết người, Hà nói do quá trình tịnh cốc, mọi người sức khỏe đều yếu, hơn nữa đều là phụ nữ. Nếu không chuẩn bị kỹ, anh Thành phản kháng sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên. Bị cáo là người dẫn dắt Thành nên phải có trách nhiệm với Thành. Chỉ có bị cáo mới có thể ngăn chặn cái xấu sắp bộc phát của Thành, Hà nói. Bị cáo này nói thêm, khi bị cáo chuẩn bị sẵn các dụng cụ để giết Thành, bị cáo cũng lưỡng lự và có cầu trời rằng nếu Thành đáng chết thì trời hãy mưa thật lớn, sấm chớp đùng đùng. Ngay lúc này trời đổ mưa lớn, do đó Thành phải chết là do ý trời. Trả lời câu hỏi vì sao không đến cơ quan công an đầu thú của hội đồng xét xử, Hà cho rằng bị bắt hay không là do ý trời. Khi được hỏi bị cáo có cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm hay không, Hà nói rất lấy làm tiếc về việc đã giết một con người, lấy làm tiếc với gia đình của Thành. Hà cũng khẳng định chỉ bồi thường cho gia đình anh Thành, còn gia đình anh Linh bị cáo không giết nên không bồi thường. Tại tòa, Thảo và Huyên khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai khẳng định tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của sư phụ Hà. Hà nói đúng là đúng, không được phản đối. Bị cáo khai tại thời điểm giết anh Trần Trí Thành, bị cáo có tham gia bàn bạc và nhận sự chỉ đạo của Phạm Thị Thiên Hà. Tuy nhiên khi giết anh Thành, bị cáo chỉ đứng ngoài cửa đề phòng bất trắc. Bị cáo không trực tiếp cầm dây để giết anh Thành. Như cáo trạng nêu, bị cáo khẳng định lời khai tại tòa ngày hôm nay là đúng và bác bỏ lời khai trước đây. Tương tự, bị cáo Phương Thảo cũng loanh quanh chối tội, không tỏ ra hối hận với hành vi của mình. Với bị cáo Hoa, cũng một hai nói quanh để nhằm giảm tội. Mẹ của nữ chủ mưu nói, chỉ đi theo con mình để tu luyện, những việc khác thì không biết, không nghe, không thấy. Kế hoạch giết chết anh Thành, bà không hề biết và cũng không hề tham gia. Giải thích lời khai trước đây tại cơ quan điều tra, bị cáo Hoa trả lời vòng vo, tìm cách chối tội. Tuy nhiên, hội đồng xét xử khẳng định, lời khai của bị cáo Hoa tại tòa hôm nay là hoàn toàn không có căn cứ. Hà là người cầm đầu chủ mưu bị truy tố về tội giết người. Thảo bị truy tố tội giết người và che giấu tội phạm. Huyên và Hoa tội giết người và không tố giác tội phạm. Đáng chú ý, hầu hết các bị cáo đều có trình độ đại học, thạc sĩ. Riêng Hà từng du học ở Nhật. Cả bốn bị cáo đều có luật sư bào chữa. Riêng Hà có hai luật sư. Ngoài ra, 37 người làm chứng liên quan được triệu tập đến tòa. Các phóng viên đến tác nghiệp được bố trí phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình TV. Sau khi Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, Hà đưa ra 5 điểm để phản đối cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát. Bị cáo Hà cho rằng mình không hề giết anh Trần Đức Linh. Hà cũng không phi tang mà bảo quản xác của anh Linh với hy vọng anh này có thể tỉnh lại. Còn việc giết anh Thành là do anh này có nhiều tật xấu, không khác gì quỷ dữ. Nếu ra ngoài sẽ nguy hiểm cho xã hội. Hà cho rằng Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo giết người trong tình trạng không thể tự vệ là sai và truy tố bị cáo Hoa về tội giết người là không đúng. Trong sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bất ngờ phản cung. Huyên cho rằng lời khai của bị cáo trước đây với cơ quan điều tra là không đúng. Bị cáo khai lại thời điểm giết anh Trần Trí Thành, bị cáo có tham gia bàn bạc và nhận sự chỉ đạo của Phạm Thị Thiên Hà. Tuy nhiên, khi giết anh Thành, bị cáo chỉ đứng ngoài cửa để phòng ngừa bất trắc. Bị cáo không trực tiếp cầm dây để giết anh Thành như cáo trạng nêu. Bị cáo khẳng định lời khai tại tòa ngày hôm nay là đúng và bác bỏ lời khai trước đây. Hội đồng xét xử cho rằng lời khai tại tòa của bị cáo là không có căn cứ. Vì trong quá trình điều tra, cả bốn bị cáo đều không được gặp nhau, nhưng lời khai trùng khớp với nhau. Trả lời về việc vì sao có trình độ, hiểu biết lại nghe theo Hà, làm những việc này. Huyên trả lời, đã tin một ai thì phải nghe theo người đó. Đó cũng là thể hiện sự biết ơn của bị cáo đối với Hà. Trước đó, trong quá trình xét hỏi, Lê Ngọc Phương Thảo cho biết, tất cả nghe theo sự chỉ đạo của sư phụ Hà. Theo Thảo, Hà là trưởng nhóm, lo lắng cho tất cả mọi người, nên nghe theo Hà là đương nhiên. Còn về việc tại sao không phân biệt được tốt xấu, có hối hận về những việc mình đã làm hay không, Thảo không trả lời và nói rằng bị cáo tin Hà, Hà làm điều gì đều có lý do cả. Tại tòa, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ ruột của Phạm Thị Thiên Hà, đối tượng chủ mưu toàn bộ sự việc là thủ lĩnh tinh thần hay đấng bề trên của nhóm người tu tập Pháp Luân Công, không thừa nhận việc
biết các thành viên còn lại giết chết anh Trần Đức Linh và anh Trần Trí Thành. Mẹ của nữ chủ mưu nói chỉ đi theo con mình để tu luyện, những việc khác thì không biết, không nghe, không thấy. Kế hoạch giết chết anh Thành, bà không hề biết và cũng không hề tham gia. Giải thích lời khai trước đây tại cơ quan điều tra, bị cáo Hòa trả lời vòng vo, không giải thích được điều này. Đối với câu hỏi tại sao là người lớn nhất trong nhóm và cũng là mẹ của bị cáo Hà, nhưng không khuyên ngăn những việc làm xấu. Bị cáo Hòa trả lời vòng vo rồi nói rằng không biết gì cả. Tuy nhiên, hội đồng xét xử khẳng định lời khai của bị cáo Hòa tại tòa hôm nay là hoàn toàn không có căn cứ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.